Rồi em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ngày 23 tháng 7, tiếp tục em lại giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhá. Hôm nay thì có rất nhiều cục giải mã các bác nhá. Đây có tới gần chục cục. Rồi, vẫn còn hai cái đẩy A100 còn rất đẹp nhá, một con đẩy nhá. Đẩy này ép ghép mấy cặp loa Bimby V21 này, tiếng rất là hay luôn. Hai món này quá rẻ luôn. Đây, hôm nay có mấy cặp loa Boxeo chất này. Đây là cặp B37 nhé. Cặp này hàng đấu giá. Bữa trước em có cặp bán, hôm nay lại lên một cặp nữa coi nhé. Trên này loa bằng gỗ này. Bộ giải mã rất nhiều nhé. Bác nào muốn mua giải mã thì em giới thiệu sau nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một các bác nhé. Thì đây là bộ dàn S3. Thì hôm qua em có lên rồi. Đấy, nhưng hôm nay thì em cũng bán giá đó và tặng thêm cho các bác một cái khiển nhé. Một khiển. Đây là dòng cao cấp rồi, dòng này là cao cấp của hãng rồi. Tặng các bác một khiển. Tiếng hay lắm. Còn nhớ hay không, dòng nước mênh mông con thuyền. Đây là đang đọc CD đó nha, đang đọc CD đó. Tiếng rất hay. Hiện nay thì có chỉnh bắt chép này, chỉnh mic luôn. Chép. Bộ dàn S3 các bác nhé. Màng loa màng gỗ này. Rồi mặt mũi còn đẹp nhé, chạy USB ok này, chạy CD ok này, có cổng 3.5 phía trước này. Đấy, loa là gỗ độc quyền của hãng nhá. Những cái bộ này em cũng nói là trước đây Nguyễn Kim nó có bán, cái bộ này bán trên chục triệu cơ. Loa còn đẹp nhá, có khiển học, hôm nay em tặng khiển học cũng bán giá đó thôi. Để coi nó hôm nay giảm giá có nhá. Bộ này 3,2 triệu. Em tặng các bác một khiển học nhá. 3,2 triệu. Chạy full chức năng luôn các bác nhá, chạy full chức năng. Nó đắt ở cái bằng gỗ này, loa bằng gỗ này, độc quyền của hãng. 3,2 triệu nhé. Hàng này hàng bãi các nhé. Để quay xa các bác coi. Các bác nào để phòng 20-25m trở về thì bao hay luôn. Nghe bộ dàn này cảm giác như mình đang nghe bộ dàn lớn. Tiếng rất là hay, toa toàn rẻ, mang gỗ, độc quyền. Rồi số 1 3,2 triệu. Rồi sang số 2. Số 2 đây là một cái đài các bác nhé. Cái đài Sony dòng V1. Sony V1 nhé. Hôm nay thì em kiếm được một cái băng cho vào thì nó hát luôn nhé. Thì mọi khi em không có tin nào test đâu, hôm nay có cái dây nguồn của nó luôn thì em test cho bác. Cái này thì nó rất là hay, cái là nó có cả chỉnh bát chất ba lăng luôn như một con ấm ly không nhá. Còn tương đối là đẹp. Dòng lớn nhá. Gia đình và sự khủng hoảng của cha mẹ trong thời đại số là đấy, gì? Tiến sĩ em... Phạm Thị Thúy dẫn chứng. Rồi. Em thấy hôm nay có cái cassette em test luôn, thường dòng này thì nó cũng ít thế. Em test luôn thấy nó hát ok nhá, nó có hát luôn. Con này thì có cả cổng quang cổng unlock in nhá, có cổng aux luôn, cắm điện thoại được các bác nhá. Đó. Chạy nguồn điện, chạy pin, chạy after. Dòng V1 này rất là cao cấp các bác nhá. Này em bán 1 triệu 8 nhá, 1 triệu 8. Giá này là giá cực kỳ rẻ các bác nhá. Hôm nay cắm nguồn luôn, cắm nguồn công suất bao, công suất cao nguồn các bác luôn đấy. Đó, 1 triệu 8 các bác nhá. Con này đẹp lắm nhá. Sony V1. Có đèn tia này. Số 2 1 triệu 8 không nhá. Rồi sang số 3. Số 3 đây là cục đẩy chuyên karaoke của Nhật các bác nhá. Cục này là cục Dam A100. Hai cục này còn tương đối là đẹp. Dam A100 các bác nhá. Phía trong này thì nội thất của nó thì hàng Nhật thì nó rất đơn giản thôi, nhưng mà tiếng nó ngọt cực kỳ luôn. Chuyên karaoke Nhật. Cái tăng phô này là tăng phô này, nó to gần 20 ấy. Tăng phô xuyến nhá. Chạy 4 con sò lớn.
bao các bác đánh bát 30 thoải mái luôn, thỏa thích luôn nha. Bát 30 đánh thoải mái, đánh cặp lom đi on kill đêm 77 đánh ngon lành luôn không nhá. Đây phía sau này, con này đánh từ 4 đến 16 ôm. Chạm mạo vàng hết không nhá. Đây chạm mạo vàng hết. Công suất nó 240W. Tiếng hay nhá, trọng dòng này chạy class cho nên là tiếng rất là hay. Nội thất bao đẹp nhá, chạy tốt, hát tốt. Đó. Này 1.8 một cái nhá. Cái này đánh cặp full bát 30 thoải mái luôn. Giá cực kỳ rẻ luôn nha. Giá 1.8 là em nói thật gần thì không có lời mấy đâu các bác nhá. Cho nên là em bán giá đó các bác đừng giải trả giá em đấy nhá. Rồi số 3, số 4 nhá, đều giá như nhau các bác nhá. Số 3, số 4 như nhau nhá. Rồi sang số 5. Số 5 đây là một cái cũng cục đẩy đam A200 25 mã thôi nhá. Con này em đang ghép với cặp V11 này. À V21 chứ. Tha thức một mình nằm mà nghe thương anh. Thương rồi em chỉ không một mình. Sao trời xanh sắp đặt chi điều. Yêu nhau phải chịu cày đắng. Các bác thấy tiếng nó ngọt không? Vừa có thể nghe nhạc, nghe trực tiếp thôi được nhau nhá. Đấy, vừa có thể hát karaoke được. Hai món này thì có mấy triệu à? Tăng khô xuyến các bác nhá, tăng khô xuyến cũng chạy 4 con sò lớn nhá. Có ấy luôn. Dòng này nghe hay cực kỳ. Bác nào mà nghe rằng hàng bãi rồi thì sau này khó mà nghe được đồ của Trung Quốc lắm. Công suất 255W. Đánh hai loa, hai cặp loa bot thoải mái luôn các bác nhá. Rồi con này em bán cũng 1.8 thôi. Rồi số 5 1.8 nhá. Rồi hai món này thì bác nào mua cả hai thì em báo thì các bác vào mua ghép vào nhá. Hai cái món này thì xem là hai món này nó có mấy triệu à? Nó có hơn 5 triệu thôi mà. Rồi cặp loa tiếp theo, cặp loa số 6 này là cặp loa V21 nhá. Hôm qua em có giới thiệu này. Bát 20. Dòng chuyên karaoke Nhật nhá. Bát 20 viền vải này, chép này chép xịn nhá, chép xoay để theo cái chiều hướng các bác có đặt trên kệ thì các bác nào mà ngồi chỗ nào thì các bác nghe nó xoay đến đó được nhá. À, đó, hai cái này đều xoay là chuyển hướng luôn. Loa còn đẹp, bát 20 chuyên karaoke nhá. Lưới đủ luôn. Dòng V11, V21, V31 giống nhau các nhá. Công suất 150W trên một thùng. Tiếng rất là hay, bao karaoke hay nhá. Karaoke cực kỳ hay. Bắt đầu mua ghép cái này, tiếng ngọt ngào lắm. Để em mở cho các bác một đoạn cho các bác nghe nhá. Đam rất hợp với vòng này các bác nhá. Rồi số 6 này 2,8 triệu các bác nhá. Bao zin tuyệt đối luôn, hàng chuyên karaoke Nhật V21 các bác nhá. 2,8 triệu số 6. Rồi sang số 7, đây là cặp loa nghe nhạc rất là hay của hãng Victor. Cặp loa này là dòng Victor F1. Cặp này thì bass nó khoảng 18 nhá. Nhưng đặc biệt nó hay ở cái này là nó có một cái mic trùng trục luôn các bác nhá. Loa này nhìn là hay, tiếng thực tế nó có 3 tiếng các bác nhá. Đó, tiếng mic rất là hay, mà đây là một cái dòng cao cấp của hãng nhé. Nó tương đương với cái dòng mấy dòng 9202 LTD ấy. Đó, rất giống dòng đấy nhá. Tiếng hay, các bác nhìn cái bát này giống thật như JBL, tiếng cực kỳ hay các bác nhá. Loa còn cơ bản ok. Loa 3 tiếng nhá, có mic đồng trục. Chạm ấp chuối luôn. Đó. Cặp loa này em bán giá 2 triệu nhá. Đây là loa lớn, bát 18 lận nhá. Đây là một cặp box sale lớn. Bát 18 nhá. Giá 2 triệu đồng. Rồi số 7 2 triệu đồng nhá. Rồi sang số 8, số 8 đây là một cặp loa M37. M37 các bác nhá, M37 hàng đấu giá về đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc nhá. Đấy, đây. Như mà nó có một cái đây này. Loa thì đẹp hết nhưng mà nó bị mất cái nút này. Cái nút này chắc họ vặn ra, họ bỏ đi mất. Vặn ra nút, vặn này, đó, vặn ra là bỏ được này, đó. Mất một cái vặn đó. Thì cái này á,
Thế này các bác về, cái này thì vẫn cài loa, dây loa bình thường được nhá, vẫn cài bình thường được. Hoặc là các bác nào mua về mua cái chạm bắp chuối ấy, 4 cái chạm bắp chuối thì có 100.000 thôi, 4 chạm này chỉ có 100.000 thôi. Các bác cắm vào nhá. Hoặc là cài cũng cài được, loa đẹp. Lưới đủ nhá, như lưới thì nó bị gãy mấy cái đầu này này thì nó vẫn mắc ở đây này, thì em sẽ hàn lại cho các bác nhá, hàn cái đầu cái chân cài thôi. Hàn đơn giản các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Này thì thường các bác biết em thường thường dòng này là hàng đấu giá về đẹp như mới luôn. Công suất của nó 120W/hùng nhá, M37. 120W/hùng. Bữa trước em bán 2 triệu cả cặp này, hôm nay thì em bán cho các bác 1 triệu 8 thôi nhá, để các bác về mua cái chạm bắp chuối hoặc là các bác cái chân này thì hàn lại chân nhá, hàn lại chân gài này. Còn loa đẹp, tuyến loa đẹp bát. Này, bát rất là VIP luôn. Nó 120W một thùng nữa. Rồi số 8, 1 triệu 8 thôi nhá. 1 triệu 8. So bình thường là giảm 200 đấy. Rồi sang số 9, số 9 là một cục 7GX các bác nhá. 7GX con này thì CD đọc, con này thì cho các bác về làm đầu phát CD này. Làm âm ly này. Đó. Đầu phát CD cho âm ly khác và làm đầu CD được nhá, đầu CD phát được hoặc là làm âm ly luôn. Đấy, con này thì không có cổng quang in đâu các bác nhá, không có cổng quang in. Giá 650 ngàn thôi. Mặt mũi đẹp, chạy CD chạy tốt. Đây quay phía sau rồi, con này số 9 nhá. Đấy, mã số 0120. Đánh từ 46 ohm nhá. Có rất nhiều cổng quang, cổng in, cổng analog á để các bác mở rộng, các bác cắm tivi và điện thoại máy tính vào đây nhá. Và có thể phát ra, có cổng out ra luôn nhé. Con này thì không có cổng quang các bác nhá. Giá 650 ngàn. Rồi sang số 10. Số 10 là con X7. X7 các bác nhá. Con X7 này CD đọc tốt này. Dòng X7 thì em bán thường xuyên này, rất nhiều bác thích cái dòng X7 này. Nó hay cái nó có cổng quang giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá. CD đọc tốt, cũng làm đầu phát CD được. Đèn đuốc sáng, đẹp. Đây quay phía sau này có hai cổng quang in out đầy đủ luôn này. Mã số là 7467, đánh từ 46 ohm. Đây có hai cổng out ra nhé. Có nghĩa là các bác có thể là một cái cục này các bác có thể giải mã ra hai thiết bị được nhá, hai cái âm ly được. Tiếng bao hay nhá, giải mã 24 bit vừa làm đầu phát CD được. Cái này nó rất nhiều chức năng thôi nhá. Rồi giá 1 triệu đồng. Dòng này thì chắc chắn giá em toàn bán 1 triệu thôi, thì đây hôm nay có mấy cái cơ. Rồi sang số 11, V3 nhé, con này V3. V3 thì chỉnh bắt chép các thứ trên máy được nhá các bác nhá. Đây V3 này, đây chỉnh bắt chép đây. Đấy bạn đây, đó. CD đọc tốt này, FM full tần số luôn, mặt mũi đẹp nhá. Có giải mã nhá, giải mã không cần mồi, dòng này thì giải mã không cần mồi các bác nhá. Đánh được 46 ohm, mã số 8081. Đó, còn đẹp nhá, giá 1 triệu đồng. Giá 1 triệu các bác nhá. Rồi sang số 7. Số 12 nhá, sang số 12 X7, sang số 12 X7 cũng giống cái con số 10 cái thôi. Cũng chạy tốt, giải mã hai thiết bị khác nhau được, CD ok. Rồi, mặt mũi đẹp, đèn sáng nhá. Đây. Phía sau này. Con này 32, mã số là 3230, có súp out đầy đủ nhá, có cổng quang in out đầy đủ, giải mã hai âm ly được. Đấy, giá cũng 1 triệu nhá. X7 số 12. Đây mặt của nó đây. Đó. Rồi sang số 13 là tiếp tục một con 7GX. Con 7GX này thì em cũng nói là cũng giá 650. CD đọc tốt, làm cái đầu phát như một cái CD được nhá, cho âm ly khác và có thể làm như một cái âm ly được nhá, có thể ghép cái loa boxe vào đây nghe nhạc được. Đó. Nhưng mà nó không có cổng quang in nhá. Giá 650 thôi. Đây phía sau này đầy đủ luôn, có súp ao luôn nhá, mã số 6390. Đấy, các bác nào mà không chỉ cần có loa rồi mà về ghép lại thì mua này nhá, có CD đọc luôn nhá. Đó, làm âm ly ok, giá 650 nhá, 650 ngàn. Rồi sang số 7. Là số 7, số 14 các bác nhá. Đây số 13 này. Số 14 lại cục X7 tiếp nhá.
CD đọc tốt, mặt mũi đẹp, giải mã hai thiết bị khác nhau được. Đấy, hôm nay có mấy cục X7 cơ. À, mấy con này đều giống nhau hết rồi các bác nha. Mã số của nó là 9890, giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá. Có cổng quang inao đầy đủ, rồi có sub out. Đấy. Đấy, giải mã là sao? Giải mã các bác là cắm trực tiếp từ TV xuống qua cổng từ cổng bằng cổng quang rồi ra âm ly khác bằng cổng analog. Chất lượng âm thanh sẽ cao hơn nhá. Đấy, cổng quang là digital ấy, thì nó là chất lượng âm thanh cao. Đó. Rồi con này, con số 14 này, X7 nhá. Cũng giá 1 triệu nhá. Rồi sang số 15 cũng là cục 7GX, cục này thì CD ra vào được nhưng không đọc nhá các bác nhá, nó không đọc đâu. Cái này mắt 23 này. Mắt 23 thôi, nhưng mà các bác nào mà về lau mắt thì lau nhá, nhưng mà em bán không đọc CD, chỉ bán coi như các bác xài một cái âm ly, coi như một cái âm ly nhá. Giá 550k nhá. Con này không có cổng quang in đâu nhá, để chỉ có cổng bông sen vào thôi. Mã số là 7476, đánh từ 46 ôm nhá. Ghép loa, nếu mà loa cổ các bác ghép bát 25 cũng chơi được nhá. Đó. Còn loa bình thường, loa bóc xeo các bác ghép loa khoảng 70W trở về, khoảng dưới 100W là chơi được nhá. Rồi số 15, 550k. Rồi sang số 16, tiếp tục là một con V3. V3 cũng nhá, con này CD đọc tốt này, có chỉnh bát chép trên máy này. Rồi có FM phun tần số nhá. Đó. FM phun tần số, mặt mũi còn sáng, đây đèn đây. Cái vòng này nó màu vàng cho nên nhiều khi nó hơi lóa, nên nó xem trên đấy thì nó hơi tối nhưng thực tế không phải đâu. Nó rất đấy luôn nhá. Rồi. Có giải mã nhá, giải mã không mồi các bác nhá. Mã số 2201, đánh từ 46 ôm, có CD chạy tốt, rồi chỉnh mắt chép trên máy. Rồi có FM phun tần số, rồi giá con này 900 ngàn nhé, 900 ngàn. Con đoạn này nó hơi méo méo xíu đây. Này, bán 900 ngàn. Rồi sang số 17, đây là cục B7 nhé, cục B7. Cục này thì CD đọc tốt này, CD đang đọc nhé, CD đọc tốt này, có... Con này cũng không có cổng quang đâu nhá. Có làm âm ly, làm đầu phát CD. Đó, dòng này B7 các bác nhá. Dòng này đầy cao đấy. Nhưng mà em cũng bán 650.000 thôi. 650.000 nhá. Đây, mặt đẹp luôn nhá. Lưng chỗ đèn này hơi. Mặt đẹp này. Rồi 650.000 số 17. Rồi sang số 18, đây là một cặp loa cực kỳ chất của hãng Yamaha. Cặp loa này nó cao chắc khoảng 20 thôi. Bát nó khoảng 10, 12, 11, 12 thôi. Nhưng mà đây là một cặp loa chất nha các bác nhá. Sơn bóng mino. Nó tuy rằng nó cao 20 nhưng mà nó sâu thì thôi rồi. Sâu. Nó sâu bằng cái cặp loa bát 20. Đó. Đây là cặp loa chất nhá của Yamaha đầy cao. Đây. Đấy, rất sâu. Sơn bóng mino các bác nhá. Đấy, chạm bắp chuối luôn. Chạm bắp chuối các bác nhá. Con này tới 90W, 6 ohm. 90W lận nhá. 90W một thùng này. Đây là loại nhỏ mà có võ đấy. Đây là cao cấp, là dòng cao cấp các bác nhá. Đây, sơn bóng mino các bác để phòng thì tuyệt vời luôn, để phòng để những khu nhà mình để hàng để ở kệ thì nhìn rất rõ gọn nhưng mà nó tiếng nó hay các bác nhá. Rồi cặp Yamaha này em bán cho các bác với giá 1,3 triệu nhá. Đây là dòng cao cấp đấy, 1,3 triệu nhá, số 18. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm mới đấy. Hôm nay thì em cũng hơi ấy, cái họng cái hơi khản họng cho nên là nó không được lưu loát lắm, các bác thông cảm nhá. Thì em cũng báo giá rồi, tất cả những món này đều báo giá trên đó. Đấy, các bác nào mà nghiên cứu thấy được hợp lý với mình thì các bác mua nhá. Các bác alo cho em, số điện thoại của em là 0985543279. Đấy, cũng là số Zalo luôn. Em ship toàn quốc nhá. Bác nào cứ chuyển khoản hết là báo ship, còn cọc thì bên mua phải chịu ship. Đó. Hôm nay sản phẩm cũng không phải là nhiều tiền lắm, các bác cứ chuyển khoản hết thì báo ship nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá.